Điện của Hyundai Starex bên em vừa hoàn thiện cho bác chủ xong đây ạ. Đây. Bộ cửa lùa hàng nhập khẩu Liên bang Nga, lắp hoàn toàn dầu kín bên trong cánh cửa nhé. Cửa này thì động cơ kéo khỏe, motor cực kỳ bền nhé. Đây ạ, có 2 điều khiển chìa khóa ạ. Để em sẽ quay phía bên trong cho các bác xem ạ. Xe này của bác kia là xe chạy tour du lịch, cho nên là nếu mà để cái cửa kéo tay không thì khách hàng sẽ rất là bất tiện. Cho nên là anh qua anh trang bị lên bộ cửa Nga. Sản phẩm này thì các bác cũng tham khảo rất là kỹ ở bên Rambo rồi ạ. Đây ạ, bộ này thì lắp cửa dầu kín bên trong. Nên là hôm nay anh ấy quyết định là cho xe qua để nâng cấp lên bộ cửa. Đang hứa hẹn là nhà còn một dàn khoảng mấy xe, cả chăn xít, cả Starex ấy. Nên là bộ này ok là bác sẽ lên đầu tư tiếp. Đây ạ. Có nút bấm ở phía trên tắp lô này nữa nha các bác nhé. Đây ạ, nút bấm Vmax này. Nút này thì các bác bấm cho em. Đây, đây. Cái này thì sẽ tiện cho bác Tài ngồi đây này. Bấm điều khiển cửa luôn. Đây ạ. Các bác có nhu cầu lên cửa điện thì các bác liên hệ với bên em nhé. Rambo Auto 83 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy ạ. Em cảm ơn các bác đã tham khảo cửa điện bên em ạ.